Đối với YouTuber chúng ta, việc kiếm được 4.000 giờ xem và 1.000 sub để bật kiếm tiền là việc cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, sau khi bật được kiếm tiền, làm sao để duy trì cho doanh thu của kênh đạt được mức tối đa là việc khó khăn hơn gấp bội. Chúng ta cần phải tìm hiểu hai bộ luật giao thông chính ở trên YouTube là luật bản quyền và bộ luật về chính sách cộng đồng. Tuy nhiên, còn có một bộ luật khác nữa quan trọng không kém, đó là bộ luật về chính sách quảng cáo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với kênh YouTube Thảo Dược Quanh Ta, một kênh chuyên chia sẻ về thuốc đông y và cây thuốc nam. Chúng ta sẽ hiểu rằng tại sao một nội dung dường như có vẻ lành mạnh và hữu ích như vậy lại thường xuyên bị vàng tiền nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ về bộ luật chính sách quảng cáo của Google, của YouTube. Đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của YouTubers Việt Nam, đồng thời cũng là nơi Henry Phan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Mời bạn cùng theo dõi. Huân hôm nay đi đâu? Em không biết. Không, 10 giờ anh về. Dạo hay đi gặp bố không biết. Dạo này Huân nào có bận không? Cũng không bận lắm đâu anh. Thế à? Công việc của nó thì như nào? Công việc của Huân thì như nào? Có cái phong mạch à hay sao? Ngoài quay video thì còn làm thuốc nữa. Làm thuốc bán à? Chứ nhưng mà có khám cho người ta không hay như nào? Khám là chuẩn bị mở một cái phòng để khám cho người ta. À, chuẩn bị mở một phòng để khám hả? Em mở cái YouTube đấy ra anh xem nào, của Thảo Dược Quỳnh Ta ra xem nào. Ngoài làm YouTube này em làm gì nữa hả Tâm? Em chỉ làm YouTube không thôi. Chỉ làm YouTube không làm sao mà đủ sống được. Em làm mấy kênh mà. Làm mấy kênh lận hả? Ngoài kênh này là còn làm kênh nào nữa? Còn kênh đây, Tử Vi Số Mệnh. Tử Vi Số Mệnh là vẫn còn đang kiếm tiền được hả? Vâng, đúng rồi. Vấn đề chuyện ngôn tình. Úi trời, toàn nội dung dễ chết. Trời ơi, nhiều cái thế ngộ đạo với cái gì. Nói chung Tử Vi nó bị cả hai vấn đề lẫn một vấn đề là toàn hình với chữ ấy, không phải là nội dung video không phù hợp với nền tảng video. Vấn đề thứ hai nó là nội dung gọi là huyền bí ấy. Nội dung về YouTube nó cũng hạn chế. Nói chung là đang kiếm được thì cứ kiếm thôi, nhưng mà phải biết trước là nó có thể tắt kiếm tiền bất cứ lúc nào. Vâng. Em hiểu không? Rồi em bấm vào cái tab video anh xem nào. Ngoài chả, hơi yếu nhỉ. 82.000 người đăng ký mà view hơi yếu nhỉ. Vâng, dạo này view dã man luôn. Vào cái clip đầu tiên anh xem nào. Chỗ quay này là ngồi chỗ nào vậy? Văn phòng của em. Em quay á? Hay ai quay? Em quay. Quay bằng gì? Quay bằng máy ảnh nhỉ. Máy ảnh nhỉ? Máy ảnh gì? Con Canon gì em quên mất tên rồi. Thợ như ông mày gì con không nhớ. Ok, con thu tiếng bằng cái gì? Thu tiếng thì thu bằng điện thoại, có mic ở cổ em. Mic ở cổ em mà nó mất cái đầu lọc rồi nên nó hơi bị rè rè đấy. Hình ảnh thì không nhớ, máy gì âm thanh thì mất cái cổ rồi. Thế ông cứ đòi lên view. Hả? Xem cải thiện mấy cái đấy nha, hình ảnh với âm thanh nha. Bây giờ 80.000 sắp rồi, chuẩn bị lên 100.000 sắp rồi, chuẩn bị lên chuyên nghiệp rồi. Nhìn vẫn đấy, cái kiểu vô tình nổi tiếng như này. Vô tình nổi tiếng. Ừ. Làm YouTube Việt Nam anh thấy toàn vô tình nổi tiếng. Có ông nào làm theo kiểu là làm kênh nào cũng lên nữa. Vâng. Đúng không? Tự nhiên một video được đề xuất kéo cả kênh lên thì nó cứ thế. Ôm theo cái key đấy là sống thôi nhé. Không có nhu cầu gọi là phát triển lên để trở thành chuyên nghiệp gì cả. Ủa, video ông nói này em có cắt không? Hay là em cứ quay như nào là đang up lên luôn như vậy vậy? Cắt những đoạn ậm ừ rồi những câu nói thưa, những câu nói lặp đi lặp lại đi cho tốc độ nó cao lên. Vâng. Nãy giờ anh xem thấy hình của chị bị cắt tí nào đó, chả nhẽ ông này nói xuân như này, nói như MC như này hả? À, công nhận Hứa Huấn thì nói cái miệng đọc nhanh thật mà.
Xin chào tất cả mọi người, mình là Huân đây và hiện tại thì Huân đang làm trong lĩnh vực thuốc nam. Thì trong cái chuỗi video của mình thì Huân có chia sẻ cho bà con cái cây ngải dại để chữa đau lưng, có những sự cấp do thoái hóa thoát vị. Đấy, thì trong cái video lần trước Huân có chia sẻ rồi nhưng mà ví dụ như câu nào mà để cắt đi. Câu nào kiểu lặp đi lặp lại này, ậm à ậm ơ này thì cắt bớt đi. Với lại là em ví dụ trong trong quay nói mà có câu nào mà vui vui hay hay mà kiểu giá trị không thì em cắt lên trước đoạn giới thiệu luôn được để cho hấp dẫn khán giả. Vâng. Đá vào này. Cho lên đoạn đầu luôn cho nó, hoặc là câu nào mà gọi là hiệu quả tức thì hay là thuốc tiên thuốc tiếc gì đấy. Bây giờ là cái content ấy, chẳng hạn như là một tuần khỏi hay là 3 ngày khỏi thì là không được bật kiếm tiền đúng không? Bữa trước em thấy anh đăng cái đấy hả? Hôm nọ em tự nhiên thấy bị vàng tiền mấy video liền. Cái đấy dễ bị vàng tiền lắm. Cái đấy với mấy ngày khỏi ngay cái gì đấy với cả làm giàu nhanh, không cần vốn đầu tư, một tháng kiếm 200 triệu chẳng hạn, cũng như nhau. Kiểu như là đa cấp. Nói chung là gọi là YouTube nó xếp gọi là nội dung gây hiểu lầm. Nội dung gây hiểu lầm làm khán giả nhiều lúc đâu phải là cùng thuốc đấy, người này 3 ngày khỏi, người khác chắc gì đã 3 ngày khỏi, phải 30 ngày mới khỏi chẳng hạn. Cũng có hiệu quả nhưng mà không đến mức như thế, không nói theo kiểu như thế, không quảng cáo theo kiểu như thế. Tiêu đề phải đặt đấy, lời khuyên cho người mắc gan nhiễm mỡ, bệnh gì đó, cách chữa như nào, thuốc như nào thôi, chứ còn không gọi là cường điệu tác dụng của thuốc như thế. Thuốc là đề tài khá là nhạy cảm, nhất là thuốc của mình lại đông y nữa. Đông y bọn Tây nó nhìn nó sợ lắm, nó không tin tưởng như người Việt Nam mình tin tưởng đông y đâu. Nó là đông y, nó là không có ai thống kê là trên 100 bệnh nhân bốc thuốc của ông thì bao nhiêu người khỏi bao nhiêu phần trăm, đã thử nghiệm ở trên chuột bạch chưa, tác dụng phụ thế nào, vân vân. Cho nên là bọn tây là cái tư duy của nó là tư duy bằng khoa học, mà chứ không phải là tư duy âm dương như mình, âm dương ngũ hành như mình. Ok rồi, quay trở lại cái tab video anh xem. Cái thuốc của Huấn là mạnh nhất là về chữa cái gì em? Chữa yếu sinh lý với khớp anh. Yếu sinh lý với khớp à? Vâng. Chú sướng thôi, chú bây giờ đang thanh niên trẻ khỏe, xin anh Huấn cho mấy liều uống thì chị em chạy hết. Anh thấy em có xu hướng hơi dùng hơi nhiều chữ ở trên thumbnail nha. Nhiều chữ quá. Giảm bớt chữ. Ví dụ như người mất ngủ nên tham khảo thì em chỉ cần viết chữ mất ngủ là được. Là những người mất ngủ đi, chỉ cần liếc cái là người ta biết đúng cái câu, đúng cái vấn đề của người ta, hiểu không? Còn tất nhiên là em, ông đã đưa video lên thì đương nhiên là phải nên tham khảo chứ, không thì ông đưa lên làm gì. Đúng không? Giống như ở đây có bán cá tươi đấy. Đừng nhiên cá ông bán thì phải tươi chứ. Vâng. Nha. Nhưng cái pha hơi nhiều nội dung đúng không anh? Cái này à, chủ đề hơi nhiều à? Vâng. Không, anh thấy như này bình thường có gì đó. Em thấy là cả làm đẹp rồi thì... Ở đâu làm đẹp đâu? Có thấy làm đẹp đâu? Làm đẹp cái giảm mỡ bụng này. À không... Nhưng mà nó cũng vậy, nó cũng làm đẹp nhưng mà nó cũng là giống như chữa bệnh. Nói chung là cái kênh này đề tài là cái thuốc, các loại thuốc đông y thì cứ thế làm thôi, chả sao.